hải không độ. Hải không độ. Chặt luôn, cuốn chặt vô. Hai cộng đi, hai cộng quý là xong, hai ba cộng đại đi. Dập dập tóc uống đừng để sót còn nào nha. Dập xong đấy, 20 phút, chờ 20 phút. Dập xong. Sao chị? Dập xong mới cần gọi nha, không xả. Gọi chứ, gọi xà bông, xong rồi xả hấp dầu. Xong sấy khô mới xong. Bây giờ cái này đợi 20 phút nè. Đợi 20 phút rồi mới được mới được tháo ra. Thank you.